Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lâm Vĩ Dạ không sợ chồng có bầu nhí. Lâm Vĩ Dạ nói cô biết rõ tính cách, sở thích của Hứa Minh Đạt nên tin chắc anh không ngoại tình. Cô ít khi kiểm tra điện thoại của chồng. Tôi tin chắc không bao giờ anh Đạt có tiểu tam hay bầu nhí. Tôi biết nhan sắc, thú vui của chồng mình mà. Mấy cô tạp hóa, mấy cô đại lý bán bia thú vị với anh ấy hơn. Gu của anh Đạt là vậy. Lâm Vĩ Dạ chia sẻ trong chương trình OK Lên Xe. Lâm Vĩ Dạ kể Trương Thế Vinh nghe về hôn nhân của cô với Hứa Minh Đạt trong show OK Lên Xe. Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt từng học chung trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cặp sao nên duyên vợ chồng vào năm 2010 khi cả hai đều chưa nổi tiếng. Đôi vợ chồng từng gặp áp lực về kinh tế khi sinh con đầu lòng. Sau đó nhờ nỗ lực và công việc thuận lợi, họ trở thành những diễn viên hài nổi tiếng, đắt show quảng cáo, nhiều sự kiện. 11 năm chung sống, họ có hai con trai là Bánh Mì và Xá Xị. Diễn viên cho biết vợ chồng cô đều là nghệ sĩ nên luôn tách biệt giữa gia đình, công việc. Họ không bao giờ để áp lực bên ngoài xã hội ảnh hưởng đến tổ ấm nhỏ. Mỗi lần xảy ra bất đồng quan điểm, cả hai dặn lòng phải nghĩ đến hai con, gia đình. Có lần tôi áp lực, anh Đạt nói rằng, cho dù cuộc sống này có khó khăn đến đâu, hay cả thế giới có quay lưng lại với em, thì anh vẫn sẽ bên em, không bao giờ để em một mình. Câu nói của chồng khiến tôi rất xúc động, hạnh phúc. Tôi luôn tin rằng mọi thứ luôn thay đổi, thì vẫn sẽ có một người bên cạnh tôi, cô chia sẻ. Nữ nghệ sĩ 32 tuổi biết ơn ông xã vì anh truyền cho cô nhiều kinh nghiệm, từ cách diễn xuất đến ứng xử với mọi người như thế nào cho tinh tế nhất. Trong mắt cô, chồng là người dễ gần, cởi mở, không ganh ghét, đố kỵ với ai. Mỗi lần đi quay chung, nghe ai phàn nàn về vợ, anh hỏi chuyện cô ngay. Anh hay dặn vợ phải sống tốt để sau này, khi ánh hào quang vụt đi, bản thân không còn là gì, thì tình cảm của mọi người dành cho cô cũng không thay đổi. Những năm qua, Vĩ Dạ thấy ông xã thay đổi nhiều, anh cố gắng hơn trong công việc. Vĩ Dạ từng bực tức vì chồng quá an phận. Sau này cô mới biết ông xã sợ sự mạo hiểm của bản thân, ảnh hưởng tới vợ con. Vĩ Dạ thừa nhận cô không phải là người ham thích sự giàu có. Cô chỉ cần nhìn thấy chồng thành công trong sự nghiệp, con gái lớn lên, chăm ngoan, lễ phép. Mỗi thành viên trong gia đình đều có sức khỏe là đã cảm thấy hạnh phúc. OK Lên Xe là talk show do Trường Thế Vinh dẫn dắt. Mỗi khách mời được host chở bằng xe hơi, dạo một vòng Sài Gòn và chia sẻ những câu chuyện thú vị của họ. Là khách mời trong chương trình OK Lên Xe, Lâm Vĩ Dạ chia sẻ vì lý do thường xuyên đùa giỡn với Trường Thế Vinh trên các game show. Bên cạnh đó, cô cũng có những chia sẻ thú vị về ông xã Hứa Minh Đạt. Lâm Vĩ Dạ chia sẻ cô rất ít khi kiểm tra điện thoại của ông xã Hứa Minh Đạt. Mở đầu chương trình, Trường Thế Vinh khẳng định anh sẽ báo thù Lâm Vĩ Dạ sau những gì cô đã đối đãi với mình trên các game show. Ngay đến đây, nữ diễn viên phân trần, thật ra Lâm Vĩ Dạ không hề có ý ăn hiếp anh Vinh. Tất cả những gì đã làm với anh Vinh là được khán giả, nhà sản xuất yêu cầu bởi họ rất thích thú những hình ảnh đó. Làm như khán giả mê cái cảnh anh sợ hãi khi thấy em vậy đó. Tuy nhiên, giọng ca Tình Yêu Hòa Gió khẳng định không chỉ trên game show mà ngoài đời hay mỗi lần gặp nhau trong những lần đi ăn uống, Lâm Vĩ Dạ đều khiến nam ca sĩ có cảm giác sợ hãi. Thậm chí con trai của Lâm Vĩ Dạ còn phản ứng với chuyện này. Chính bà xã Hứa Minh Đạt tiết lộ, con em xem chương trình 7 nụ cười xuân, con em nói là mẹ ơi, mai mốt mẹ đừng làm vậy với chú Vinh nữa. Con là con trai nên con hiểu, dễ sợ lắm mẹ. Ý của nó là người nào không thích mà cứ áp sát vô là mình sợ dữ lắm. Nhưng thật ra em chỉ giỡn để ghẹo anh thôi mà. Anh biết là em giỡn mà, sao anh vẫn sợ vậy? Nữ diễn viên tiết lộ con trai từng phản ứng khi cô thường xuyên chọc Trường Thế Vinh trên các game show. Trước chia sẻ này, Trường Thế Vinh cũng tỏ ra ngại ngùng, cho hay. Tôi không biết Lâm Vĩ Dạ giỡn, tôi cứ tưởng có ý đồ với mình nên mới sợ hãi bao năm qua. Kể cả chương trình này có máy quay nên Lâm Vĩ Dạ mới chịu nghiêm túc. Không thì cô ấy sẽ không bao giờ để tôi yên. Trò chuyện về nghề, bà xã Hứa Minh Đạt tiết lộ luôn nung nấu ý định trở thành một ca sĩ hát nhạc trữ tình. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa có kế hoạch ra mắt bởi muốn chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu. Thật ra tôi nói thì cũng sợ mọi người cười, nhưng đó là ước mơ nghiêm túc của tôi. Tôi ấp ủ một ngày nào đó mình sẽ đứng trên sân khấu với vai trò là một ca sĩ chính thức. Chia sẻ này liền được Trương Thế Vinh ủng hộ. Mọi người đã biết Lâm Vĩ Dạ ở lĩnh vực game show rồi, bây giờ về phần âm nhạc thì mình cứ cố gắng, đam mê thì mình cứ cố gắng thôi, không cần vấn đề, anh thấy em hát cũng được đó dạ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.